tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đoàn 12 tinh, gọn, mạnh, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng ủy quân đoàn 12 xác định tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng nay. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo tại hội nghị. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12 đã xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm còn lại của năm 2023 và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ. Nổi bật là đã tiếp nhận các cơ quan đơn vị theo quyết định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và nhanh chóng ổn định về mọi mặt, đồng thời điều chỉnh kế hoạch, phương án tác chiến, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 12 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị trong toàn quân và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương tham quan đánh giá cao, khẳng định trình độ và khả năng chiến đấu của quân đoàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, quân đoàn cũng chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và chăm lo tốt đời sống bộ đội. Năm 2024, Đảng ủy Quân đoàn 12 xác định nhiều phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng được xác định là nâng cao khả năng cơ động của quân đoàn, sẵn sàng chủ động xử trí thắng lợi mọi tình huống, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, nhất là cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, năm 2024, quân đoàn cần phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với những mục tiêu cao hơn, cụ thể hơn, xây dựng phương án tác chiến phù hợp với tổ chức biên chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề của năm 2024 là năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là tại các đơn vị vừa được thành lập theo tổ chức biên chế mới.